Chào các bạn và các anh chị, hôm nay mình nói về chuyện của một người đàn ông 51 tuổi đã nổi giận bắn chết cô làm trong văn phòng bác sĩ. Trước khi câu chuyện, cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian bấm vào kênh để lắng nghe câu chuyện này. Nếu các bạn và các anh chị nào chưa đăng kênh, xin hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới đây thì uh, mình xin vào câu chuyện Bruce Gomula năm nhờ 51 tuổi Đã nổi giận về cuộc hiện tiết liệu của cha mình để rút súng và bắn chết Stephanie Horn tại văn phòng bác sĩ khi người này cố gắng thảo luận về tình hình với anh ta vào chiều thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại New Jersey. Sau vụ nổ súng, Bruce Gomola rời khỏi hiện trường và lái xe đi, nhưng sau đó đã quay lại qua đầu hàng. Được biết, anh Bruce Gomola là một sĩ quan chỉnh sửa tại nhà tù hạt burlington ở Mount Holy. Stephanie Horn, 44 tuổi, một đại diện dịch vụ bệnh nhân, cố gắng thảo luận về tình hình với Gomola. Anh ta đã nổi giận và rút một khẩu súng lục bắn một phát vào ngực cô ta. Nguyên đạn bay xuyên người cô ta và đụng vào đầu gối của một nữ bệnh nhân độ 50 tuổi. Cô Stephanie Horn được tuyên bố là đã chết vào lúc 4 giờ 18 chiều tại Bệnh viện Đại học Cooper ở Camden. Nữ nạn nhân 50 tuổi được điều trị tại đó và vết thương không đi dội đến tính mạng. Bruce Gomler hiện đang bị giam trong nhà tù Camden. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian uh, nghe mình uh, kể câu chuyện. Nếu các bạn uh, và các uh, anh chị nếu cảm thấy cái phim này ok, good, thì tốt thì uh, cho uh, một cái like và chia sẻ cũng như để ủng hộ kênh chúc các anh chị và các bạn một ngày vui vẻ với người thân và bạn bè. hẹn gặp các anh chị và các bạn video sau. xin cảm ơn. chào tạm biệt.